close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And các bạn, xin chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình. Mình là Thành Lập TV đây. Hôm nay mình cùng anh mình đi review một ngôi miếu. Đây là miếu mặt nước ấp Thời Tứ Hại, xã Thời Tâm Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Ok, mời các bạn vô cùng mình review cái miếu này nha các bạn. Thì trước khi mình vô cái miếu này á, thì mình cũng thấy các cô bán ngang và các cô bán hàng rong nha, và chỗ để ăn xin này nọ đó. Còn phía bên tây phải của mình á thì là chỗ hồ nước, còn trên trên chỗ hồ nước thì có là mẹ em Quan Âm Bồ Tát nha mọi người. Ok, các bạn mời cùng các bạn đi theo mình nha. Giờ các bạn có thấy người mọi người đang xin lộc xin tài nha mọi người. Đó, đây là miếu mạch nước nha, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, được nhiều người biết đến về sự tích dòng nước thiên thần kỳ. Sau khi rửa mạch bằng dòng nước này thì mọi người đều mong ước được sẽ thành hiện thực. Đó, miếu thờ Thủy Long Thanh Mẫu nha mọi người. Đó, đây là lúc mọi người đang lấy nước và rửa mặt, có thể gội đầu được nha. Có nhiều người có thể gội đầu cái giếng nước này nha mọi người. Đó, cái giếng nước này là nước nó sẽ được từ ở dưới lòng đất lên nha mọi người. Đó, rất đẹp nha mọi người. Còn phía bên này thì đây là một cái hồ để mình có thể phóng xanh nha mọi người. Như mình có thể thả cá chê, cá lóc hay rùa hay ba ba này nọ nha mọi người. Đây là phía bên kia thì đó là Quan Âm Bồ Tát nha mọi người. Về Quan Âm Bồ Tát có nhiều rất nhiều chi tiết được khắc lên rất là đẹp nha mọi người. Ngôi chùa này được tạo lên được hơn 1.500 năm rồi nha mọi người, nhìn rất đẹp nha mọi người. Đó, đây là chỗ người ta đang rửa mặt, hay nước rửa mặt nè. Đó, có thể người ta mang nước về người ta rửa mặt thường xuyên được luôn nha mọi người. Đó, người ta cầm nguyên một bình nước 1 lít hoặc là 2 lít lên để đun nước cho nha mọi người. Đó, rất là nhiều người nha. Người ta tới đây thì xin lộc nè, xin tài nè, xin làm ăn phát đạt nè mọi người. Đó, xin cầu cho con được khỏe mạnh này nữa cũng được nha mọi người. Đó, thì chỗ khung hình này thì rất là đẹp.
và mình có thể thắp hương này nọ luôn. Đây là các bạn có thấy không? Có thể điêu khắc hình con sư tử, hình con rồng nè mọi người. Đó, trong đây thì có hình một con ngựa gọi là Tư Mã nha mọi người. Đây là một con mã và các bạn có thấy không? Ở trong đây thì đây là chỗ để thờ cúng linh thiêng nha mọi người. Đó, người ta tới cúng, người ta xin tài với xin lộc nha mọi người và xin được bình an và sức khỏe nha mọi người. Còn phía bên này thì phía bên này thì người ta gọi là ông thành ngựa nha mọi người. Đó, người ta chui qua bụng để người ta xin được cầu may nha mọi người. Đây các bạn có thấy không? Đây là thóc nha mọi người. Người ta để tượng trưng thì người ta tới xin viếng rất là nhiều nha mọi người. Đó. Còn phía bên này các bạn có thấy không? Đây là tượng điêu khắc con rồng và con phượng hoàng nha mọi người. Nhìn rất đẹp nha. Đây là một điêu khắc rất là đẹp nha. Đó. Ở trên máy biếu nha mọi người. Đó, quá trời bồ câu luôn nha mọi người. Đó. Đây là có được hàng nha mọi người. Và phía bên này thì hai chị này đang cúng sao cho mọi người, cúng sao cá chơi nha mọi người. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Mọi người thấy nhá, hay nhấn like và share đăng ký kênh giùm mình nha. Bye bye mọi người.